Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 3 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tự hào về Đảng Quang Vinh, mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt toàn dân tộc. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, góp phần xây dựng và phát triển Bình Phước. Năm 2024, Bình Phước đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 380 triệu đô la Mỹ. Bình Phước không còn nỗi lo thiếu thuốc và vật tư y tế. Thưa quý vị, hôm nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng chân chính cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão tố, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Dưới sự rèn luyện và dìu dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam để lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo toàn dân thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm, đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi của cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, là sự kiện mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Sau ngày hòa bình, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển năng động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Không những vậy, Việt Nam còn chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm với các nước được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Năm 2023, quy mô GDP của nước ta đã đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt 4.300 đô la Mỹ. Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia cũng như khách du lịch quốc tế, là hình mẫu thành công trong quan hệ đối ngoại để nhiều nước học tập. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, các tầng lớp nhân dân Việt Nam càng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn, khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời nêu bật những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc, kháng chiến chống ngoại xâm, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng càng có ý nghĩa chính trị to lớn, khi năm 2024 là thời điểm đầy ắp các sự kiện quan trọng của dân tộc và nhân loại, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Song, đây cũng là năm tình hình trong nước, thế giới đứng trước bước ngoặt chuyển dịch nhanh hơn sang cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc, đồng thời có những khó khăn và thách thức gay gắt hơn so với dự báo. Nhìn lại chặng đường lịch sử của 94 năm qua, Đảng ta đã luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, giành nhiều kỳ tích thắng lợi vĩ đại và đã làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam. Bởi thực tiễn lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong những thời điểm mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh của đất nước, dân tộc. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng là dịp để toàn dân, toàn quân và cả dân tộc Việt Nam tiếp tục tự hào về Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để đưa đất nước vững vàng bước vào tương lai.
Thưa quý vị, Đảng bộ Bình Phước hiện có hơn 39.300 đảng viên với 476 chi bộ cơ sở và 2.385 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đồng nghĩa có hơn 2.800 bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ là những hạt nhân trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong việc tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, thi đua lao động, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị. Nhanh nhẹn, am tường về các lĩnh vực của thôn, người bí thư chi bộ này luôn hết mình vì công việc chung. Ngay từ khi địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Xanh đã cùng ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, qua đó nhân dân đồng thuận thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Bà con nhân dân thấy những cái lợi ích thiết thực để bà con đồng thuận với ban điều hành thôn và các ban ngành đoàn thể của thôn đóng góp một phần công sức, tiền của hiến đất để đưa cái thôn Nhù 2 thành một cái một tầm cao mới, khang trang từ đường, nước, rồi đèn chiếu sáng. Bây giờ đèn chiếu sáng là 100%. Vài năm gần đây, ấp 4 xã Đồng Tiến đã trở thành một điểm sáng về phát triển hạ tầng. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ ấp 4 Nguyễn Thị Vân. Với phương châm thì là dân biết, dân làm, mà dân bàn, dân kiểm tra. Thì chi bộ cũng đã thứ nhất là cụ thể hóa từng cái hành động, xong rồi đưa ra công khai dân chủ trước toàn dân. Thông qua cái cuộc họp ấp, họp chi bộ thì được nhân dân rất là nhiệt tình ủng hộ. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, những bí thư chi bộ ở cơ sở luôn nỗ lực nghiên cứu các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đơn vị, địa phương. Trước tiên là người cán bộ phải sâu sát gần gũi với nhân dân. Mình phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân thì những cái công tác tuyên truyền của mình thì mới được cái sự đồng thuận và tin yêu của nhân dân. Chấp ủy đi bộ thì cũng đi sâu sát với người dân, rồi tuyên truyền những cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước đến từng người dân, rồi các cái cuộc họp là mình cũng tuyên truyền các đoàn thể đó, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do đó, ngoài tinh thần trách nhiệm, bí thư chi bộ phải là người gương mẫu, có năng lực, uy tín, nhiệt huyết, đảm nhận vai trò đầu tàu để hoàn thành tốt trọng trách được giao. Chương trình được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, 4 tỷ 560 triệu đô la Mỹ là mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu Bình Phước đặt ra trong năm 2024 này. So với năm 2023, con số này tăng 380 triệu đô la Mỹ. Hiện toàn tỉnh Bình Phước có hơn 1.000 doanh nghiệp xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính của tỉnh là các nước có FTA với Việt Nam như Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Campuchia. Sản phẩm xuất khẩu chính của Bình Phước là sản phẩm điều, cao su, gỗ và nông sản khác với tỷ trọng là 48%. Với thế mạnh là sản xuất, chế biến nông sản chủ lực xuất khẩu, Bình Phước đã rất nỗ lực phấn đấu gia nhập vào 111 thị trường xuất nhập khẩu lớn của thế giới. Trong đó, 58 quốc gia đã có FTA với Việt Nam. Nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh trở thành top 10 sản phẩm chủ lực của quốc gia như hạt điều, hạt tiêu, cao su, sản phẩm gỗ. Đặc biệt, Bình Phước có những sản phẩm chủ lực quốc tế như hạt điều, cao su. Bình quân kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023 vừa qua, Bình Phước nằm trong nhóm 20 tỉnh thành phố có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao nhất nước và nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố có tỷ trọng xuất siêu cao nhất. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Theo
Theo dự thảo kế hoạch, có 8 nhóm nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại cần tập trung, trong đó trọng tâm là truyền thông, quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ về đường lối đối ngoại, hình ảnh đất nước, thành tựu sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương, lập trường, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần duy trì và củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế về chính sách thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, văn hóa Bình Phước đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế. Dự thảo kế hoạch yêu cầu mỗi tổ chức cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân đều là chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại, sử dụng linh hoạt các phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại. Thưa quý vị, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất tại các cơ sở y tế công lập thời gian qua đã diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Bình Phước. Sự thiếu hụt nhiều loại dược phẩm, hóa chất trong các cơ sở khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến trên địa bàn tỉnh đã gây ra không ít khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 này, tình trạng đã được khắc phục. Khi nút thắt đã được gỡ bỏ và người dân có thể yên tâm mỗi khi đến khám điều trị mà không còn phải lo tốn thêm chi phí mua thuốc bên ngoài, ghi nhận của BBTV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo định kỳ, mỗi tháng một lần, ông Trần Ngọc Sĩ lại đến khoa lão, tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước để tái khám và nhận thuốc. Khác với những lần tái khám trước đây, lần này, ông được bác sĩ báo tin vui là hầu hết các loại thuốc cần thiết cho bệnh tình của ông hiện nay đã có sẵn tại bệnh viện. Bệnh của ông tháng trước là có 7 loại. Nhưng mà có 2 thôi, mua 5. Vâng, đúng rồi. Mua ngoài 5. Mua ngoài 5. Nhưng mà tháng này là lãnh đạo của tỉnh từ sở y tế đến ủy ban với bệnh viện đã tháo gỡ rồi, thuốc trúng thầu rồi. Bây giờ có rồi. Có gần như là đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu một loại nữa thôi, chắc cũng vài bữa nữa là qua Tết là có luôn. Với đa số bệnh nhân bị cao huyết áp, nhất là những người lớn tuổi như ông Sĩ, thì thuốc trở thành bạn đồng hành của sức khỏe. Và khi các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ đã có sẵn tại bệnh viện, thì ông Sĩ sẽ không phải mất thêm thời gian và chi phí mua thuốc ở bên ngoài. Những lần trước đi khám thì ví dụ như là có 9 loại thuốc thì được 2 loại, còn 7 loại phải đi mua. Nhưng bây giờ thì không phải đi mua nữa. Tại khu chạy thận, khoa nội 1, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, mỗi ngày có hàng chục bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nhiều thời điểm trước đây, mỗi khi đến điều trị, các bệnh nhân đều phải mua một số thiết bị y tế cần thiết từ bên ngoài để phục vụ quá trình điều trị. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng này đã không còn diễn ra. Em chạy được gần 2 năm ạ. Thì từ năm ngoái giờ là vật tư y tế là thiếu, nên bệnh nhân phải mua tất cả. Một lần chạy là khoảng 200-300. Đối với những người gần, còn những người xa thì có thể hơn. Nhưng mà đầu tháng này, năm nay là thì nghe nói là vật tư là đầy đủ hết rồi. Cho nên bệnh nhân cũng mừng ạ. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, hiện mỗi ngày khoảng 300-400 lượt bệnh nhân đến điều trị. Trong đó điều trị nội trú có khoảng 200-250 bệnh nhân. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ bản đã khắc phục được tình trạng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện cũng đang nỗ lực để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Được sự chỉ đạo rất là sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là Sở Y tế, thì cũng các sở ban ngành cũng như các cơ sở điều trị, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã vào cuộc và tập trung thực hiện tất cả những cái khắc phục tất cả những cái nguyên nhân chủ quan. Thì đến nay cơ bản là các cái gói thầu của Trung ương cũng như của tỉnh và của bệnh viện đã hoàn thành theo cái quy định của cái luật đấu thầu và các cái thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì cái về thứ nhất về xét nghiệm, các cái hóa chất xét nghiệm thì hiện tại là bệnh viện tỉnh đã đáp ứng toàn bộ các cái xét nghiệm cho bệnh nhân trong bệnh viện tỉnh. Cái thứ hai nữa là các cái vật tư để sử dụng cho bệnh nhân thì cũng đáp ứng được đến 95% rồi. Và cái thuốc thì cũng trên 90% cái nhu cầu sử dụng của bệnh viện. Còn một số cái vật tư và thuốc cao cấp nữa thì từ từ bệnh viện sẽ tính toán để thực hiện mua sắm tiếp để đáp ứng được cái nhu cầu điều trị cũng như là cái yêu cầu của người bệnh.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh, trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, Sở đã đấu thầu thành công hai gói thầu về vật tư, hóa chất và thuốc có thời hạn lên đến 2 năm. Nhờ vậy, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đã không còn nỗi lo thiếu thuốc, vật tư y tế. Hiện tại, Sở cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra về thuốc, vật tư y tế đối với tất cả các cơ sở y tế công lập trên địa bàn và sẽ nỗ lực để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cũng như vật tư y tế phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.